Lúc bây giờ Kỳ Linh sau khi ly khai đám người Bồ Đề Đạo Tổ Phục Hy Thị, bản tôn của Kỳ Linh đi lại ở trong tam giới, hoặc là ngồi thuyền nhìn dòng sông nước chảy xuôi về phía trước, hoặc là đứng trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn mưa gió mây đen xuất hiện, hoặc là ở trong miếu thờ rách nát nhìn xem mưa to như chút nước ở bên ngoài, hoặc là đằng vân giá vũ nhìn dòng xoáy nước biển mãnh liệt. Nước có lúc ôn nhu giống như mẫu thân vuốt ve hải tử, nước có lạnh như băng, lạnh thấu tâm cốt, nước có lúc cuồng bạo hủy thiên diệt địa, nước có lúc vui sướng mây mưa. Nguyên thần thứ hai không ngừng tìm hiểu trong Khuy Thiên Thái Hảo Tháp, bản tôn hắn đang quan sát tất cả nước ở trong tam giới. Sương mù, nhu thủy, hàn băng đều là nước cả. Ồ, bên cạnh bờ sông có một thiếu niên áo trắng đang nhàn nhã câu cá và mỉm cười. Hắn kéo cần câu lên, một con cá lớn bay theo đường cong lên bờ. Thiếu niên áo trắng liền vươn tay ra, gỡ cá ra sau đó cho vào thùng. Canh cá ăn cũng không tệ. Thiếu niên áo trắng lại mắm mồi câu, lại hất lên rồi sau đó lưỡi câu tiến vào trong nước. Hắn giống như phàm nhân chèo thuyền, câu cá, bắt cá. Kỳ Linh phát hiện ra nước có chỗ khác. Đối với phàm nhân mà nói, nước là tính mạng, nước lại tràn ngập nguy hiểm. Trải qua sinh hoạt của phàm nhân, cảm thụ phàm nhân liên hệ với nước làm hắn có nhiều xúc động. Vì vậy Kỳ Linh liền bắt đầu làm phàm nhân. Lúc này xa xa có một con đò đi ngang qua, mặt sông rộng lớn, không gió cũng có sóng cồn. Khi có gió lên, sóng nước, sóng biển trong sông càng mạnh hơn, cho nên con đò lắc lư. À, cứu mạng, cứu mạng! Lúc này có tiếng kinh hô vang lên, người lái đò cố gắng cân bằng con đò và bơi vào bờ. Trên thuyền có một hài đồng rơi xuống nước. Lúc này một trung niên nhân hô hào và nhảy vào trong dòng nước. Bên cạnh bờ sông nghe tiếng kêu thét, Kỳ Linh cũng ngẩng đầu nhìn sang. Hắn thở dài rồi vươn tay ra. Ào ào ào. Dường như có một bàn tay vô hình nâng chiếc đò lên, thậm chí trung niên nhân và hài đồng bay ra khỏi mặt nước. Con đò, hài đồng, trung niên nhân bay lên không trung. Bọn họ đều nhìn nhau, người trên đò cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, bọn họ không rõ ràng lắm. Con đò, trung niên nhân, hài đồng bay lên và rơi xuống bờ sông. Đà tạ Long Vương, đà tạ Long Vương đại từ đại bi. Những người phàm tục này không ngừng quỳ lạy trên dòng sông. Kỳ Linh vẫn câu cá như trước, nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút thở dài. Tính mạng yếu ớt như thế, nếu như không phải mình trùng hợp đi tới nơi đây, như vậy người trên con đò đó cũng mất mạng tại đây. Bỗng nhiên nước sông bắt đầu chấn động, nước sông tự động tách ra thành một lối đi. Chỉ thấy đáy nước có một con thuyền xuất hiện, có một lão già mũi đỏ chèo thuyền. Hắn ung dung chèo thuyền gỗ tới trước mặt Kỳ Linh. Kỳ Linh, đã lâu không gặp rồi. Lão giả mũi đỏ cười nói. Kỳ Linh đang câu cá vui mừng, lúc này liền đứng dậy. Ta cảm giác vận khí của ta hôm nay không tệ, câu được cả lục vĩ ngư, còn nhiều hơn vài ngày trước đây. Ta còn đang suy nghĩ tại sao vận khí tốt như vậy, có thể phát sinh một số việc hay không. Không nghĩ tới nhìn thấy Nguyên lão nhân ngươi. Nguyên lão nhân tính toán có ân với mình, dù sao năm đó đã ra tay cứu chính mình, cũng đưa tặng tâm điển. Hôm nay cuộc chiến trận doanh sắp tới, Nguyên lão nhân đến nay không có lựa chọn, cũng làm cho Kỳ Linh đối mặt với hắn vẫn có một tia khúc mắc. Có thể lên thuyền tâm sự với lão giả ta hay không? Nguyên lão nhân cười nói. Cũng mang cá theo đi luôn. Kỳ Linh cười cười. Đương nhiên rồi. Nguyên lão nhân gật đầu. Kỳ Linh mang theo lưỡi câu và thùng cá, trực tiếp cất bước đi lên thuyền gỗ. Nguyên lão nhân nhìn thấy Kỳ Linh giống như phàm nhân, lại ẩn ẩn cảm giác được nhất cử nhất động của Kỳ Linh, mang theo nội liễm tự nhiên, trong lòng nói thầm. Quả thật là bất phàm mà. Đong. Thùng gỗ và lưỡi câu đặt ở đầu thuyền. Kỳ Linh lập tức khoanh chân ngồi xuống, đối diện với Nguyên lão nhân. Trước mặt hai người bọn họ là cái bàn. Trên bàn gỗ có bình rượu và hai chén rượu. Ngươi không nên gọi ta là lão đầu tử, gọi ta một tiếng đạo hữu là được rồi. Nguyên lão nhân mỉm cười. Nguyên đạo hữu. Kỳ Linh cũng thay đổi xưng hô. Hào khí giữa hai người thật vi diệu. Cuộc chiến phế tích thượng cổ đã chấm dứt. Hiện tại tam giới đang tiến hành cuộc chiến tranh, tranh giành số mệnh. Thời khắc tranh số mệnh cuối cùng chính là quyết chiến cuối cùng. Mà đến bây giờ Nguyên đạo nhân vẫn không có đứng về phía nữ oa trận doanh. Nói thật, Kỳ Linh cũng cảm thấy Nguyên lão nhân quá mức ích kỷ. Uống chút rượu lão nhân ta mang tới đi. Nguyên lão nhân nói xong liền vươn tay cầm lấy bầu rượu. Kỳ Linh vượt lên cầm trước và nói. Để ta rót cho. Kỳ Linh rót hai chén rượu. Nguyên lão nhân bưng chén rượu lên uống. Còn nhớ rõ lúc trước người rất non nớt, không nghĩ tới chưa đủ ngàn năm người đã đi tới được một bước hiện tại rồi.
Vô Gian Môn cũng xem ngươi thành cái đinh ở trong mắt, nhưng không có biện pháp để diệt trừ ngươi. Thực lực Vô Gian Môn, thực lực cũng như vậy. Kỷ Linh nhìn thẳng Nguyên lão nhân nói, thậm chí từ mặt ngoài mà nhìn Vô Gian Môn yếu hơn phe chúng ta một chút. Nếu như thế thì vì sao Nguyên đạo hữu ngươi còn không đứng về phe chúng ta đi? Sư phụ bồ đề của ta và nhiều đại năng giả khác, rất nhiều người cùng thay nghẽn ra từ hỗn độn với Nguyên đạo hữu ngươi đấy, đều là sinh tử hảo hữu lưu lạc thượng cổ bàn cổ thế giới cả. Đúng thế, là sinh tử hảo hữu. Nguyên lão nhân nhẹ nhàng gật đầu nói, so với đại đạo của ta, ta thả vứt bỏ tất cả. Đại đạo của ngươi ư? Kỷ Linh nhìn hắn. Đại đạo của ta là lãnh thổ to lớn ngoài kia. Nguyên lão nhân mỉm cười nói, tam giới chỉ là một thế giới hỗn độn, bên ngoài còn có rất nhiều thế giới hỗn độn khác, thế giới thần, hỗn độn tiên nhân. Bên ngoài càng có rất nhiều thế giới mà ngươi chưa từng đi tới, đó mới là thiên địa của ta. Tiêu hao tính mạng của mình trong nội đấu thật sự quá không thú vị. Vậy ngươi nguyện ý nhìn các hảo hữu của mình chết đi từng người hay sao? Kỷ Linh liền truy vấn, xem bọn họ chết thì như thế nào chứ? Nguyên lão nhân vẫn rất bình tĩnh. Kỷ Linh lập tức hiểu ra, chỉ sợ lúc trước có rất nhiều đại năng giả như sư phụ bồ đề từng khuyên qua Nguyên lão nhân, Nguyên lão nhân vẫn không lay chuyển, hiển nhiên muốn khuyên bảo cũng không dễ dàng. Quê nhà ta có một câu, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. Kỷ Linh cười nói, lời này rất thô tục nhưng đạo lý rất đơn giản. Tuy ngoại giới càng rộng lớn hơn, đại năng giả cũng nhiều hơn, kỳ ngộ cũng rất nhiều, pháp môn thần thông mọi thứ đều rất là nhiều. Cho dù hỗn độn dị tộc xâm nhập tam giới chúng ta cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Thế nhưng tam giới của chúng ta mặc dù nhỏ yếu cũng là ổ chó của mình, là nhà của chúng ta. Không thể bảo hộ nhà mình, không thể bảo hộ huynh đệ của mình thì tu hành làm cái gì đây? Kỷ Linh lắc đầu. Nguyên lão nhân nhìn Kỷ Linh nói, người nói có chút đạo lý, nhưng với ta đại đạo mới là trọng yếu. Trong phàm nhân có chút tu tiên giả, trên con đường tu tiên thậm chí giết phụ, giết mẫu, giết thê tử để sáng tỏ đạo tâm của mình. Nếu như ta là một phàm nhân đi tu tiên, có lẽ ta cũng phải làm như vậy. Người có hiểu hay không? Nội tâm Kỷ Linh thở dài, giết phụ giết mẫu, giết thê giết tử để sáng tỏ đạo tâm, Kỷ Linh xem ra đã đi lên con đường tà đạo. Nếu không có cảm tình chẳng khác gì cái xác không hồn. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Kỷ Linh bưng chén rượu lên nói, Nguyên đạo nhân năm xưa tặng tâm điển cho ta, ta chưa thể báo đáp, chỉ có thể mời ngươi một chén rượu thôi. Bác Minh kiếm tiền kính rượu ta, ta đương nhiên phải uống rồi. Nguyên lão nhân bưng chén rượu lên, hai người đều ẩm cạn. Đặt chén rượu xuống, Kỷ Linh nhìn Nguyên lão nhân, phong mang trong đó ẩn ẩn làm cho Nguyên lão nhân phải thất kinh. Hắn cảm giác Kỷ Linh cho hắn cảm giác uy hiếp cường đại. Không biết Nguyên đạo hữu lần này tìm ta là có chuyện gì không? Kỷ Linh nói, không có việc gì, không thể uống chút rượu ôn chuyện cũ với ngươi hay sao? Nguyên đạo nhân cười nói, ôn chuyện ư? Chuyện đã nói xong, rượu cũng uống xong, ta còn phải trở về làm canh cá đấy. Kỷ Linh nói xong liền đứng dậy, hắn muốn cầm thùng gỗ và cần câu ở đầu thuyền. Ta thật có chuyện tìm ngươi, Nguyên đạo nhân nói. Kỷ Linh liền dừng lại. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ chấn động huyền diệu khó lường lập tức xâm nhập vào trong cơ thể Kỷ Linh. Cỗ ba động này cường đại mênh mông, hướng hồn phách Kỷ Linh, đó chính là tâm lực. Kỷ Linh lập tức hiểu ra, tâm lực mênh mông huyền diệu xâm nhập vào tâm lực của mình không thể ngăn cản, hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Tâm lực tầng thứ 5 ư? Nguyên lão nhân có tâm lực tầng thứ 5, hắn lại đánh lén ta ư? Kỷ Linh kinh hãi. Trong tam giới vẫn có một lời lưu truyền, chỉ có hậu nghệ đạt tới tâm lực tầng thứ 5 mà thôi. Thế nhưng Nguyên lão nhân vốn có tâm lực rất mạnh, hắn tặng tâm điển cho Kỷ Linh, Kỷ Linh cũng nhìn ra Nguyên lão nhân rất cường đại. Hôm nay mới biết Nguyên lão nhân đã có tâm lực đạt tới tầng thứ 5. Tâm lực xâm nhập, tâm lực của Kỷ Linh căn bản không cách nào ngăn cản. Tâm lực xâm nhập trực tiếp bao phủ hồn phách của Kỷ Linh. Tâm lực tỏa hồn. Kỷ Linh vẫn duy trì bí thuật này. Tâm lực tỏa hồn chính là tâm lực và thần hồn kết hợp tạo thành bí pháp phòng ngự. Nó giống như một chiếc khóa, khóa hồn phách, kẻ thù bên ngoài hoàn toàn không thể thẩm thấu. Lưu lạc bên trong hỗn độn có một ít ảo cảnh tự nhiên, một ít bí thuật tà dị nhằm vào hồn phách, cho nên bí thuật thủ hộ hồn phách là phi thường trọng yếu. Bắc Hưu thế giới thần lưu lại cho Kỷ Linh pháp môn tâm lực tỏa hồn. Hồn phách của Kỷ Linh mượn nhờ thực lực nửa bước chân bước vào cánh cửa tổ thần, thần thể phi thường cường đại, tâm lực tầng thứ 4 và thần hồn kết hợp với nhau
hình thành cái khóa phòng ngự kiên cố. Oanh! Tâm lực tầng thứ 5 cực kỳ cường đại, nó va chạm cực mạnh với tâm lực tỏa hồn. Ngoại giới, không gian chung quanh nổ mạnh, nước sông chung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có một tia gợn sóng, dường như liền cứng lại. Ngay cả thùng gỗ và cá trên đầu thuyền cũng không nhúc nhích. Bành 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 bành! Bỗng nhiên thuyền gỗ nổ tung, thùng gỗ nổ, cá bên trong cũng nổ tung và hóa thành bột mịn, giống như chưa từng xuất hiện trên đời vậy. Tuy tâm lực hư vô mờ mịt, nhưng tâm lực tầng thứ 5 vô cùng cường đại. Tâm lực của Nguyên lão nhân giống như đụng phải tấm sắt. Pháp môn tâm lực tỏa hồn phòng thủ quá lợi hại, hoàn toàn ngăn cản xâm lấn. Va chạm mạnh như thế làm cho không gian bên ngoài chấn động, phạm vi 30 trượng hóa thành bột mịn, nơi xa hơn không tổn hại chút nào. Làm sao có thể như vậy? Nguyên lão nhân lộ ra thần thái kinh hãi, một chiêu nắm chắc nhất nhưng lại thất bại. Ánh mắt Kỳ Linh lúc này mang theo một tia thống khổ. Nguyên đạo hữu à, ngươi thật làm cho ta thất vọng mà. Giọng nói vang vọng bên tai Nguyên lão nhân. Xoạt! Kiếm quang chói mắt hàng lâm, Kỳ Linh không chút do dự, mượn thần kiếm Tử Quang Quỳnh thi triển vô ảnh thức quỷ dị khó lường nhất. Đi! Trong tay Nguyên lão nhân xuất ra một hạt bụi, hắn khua tay ngăn cản kiếm quang không dứt không ngớt. Nguyên lão nhân đồng thời lùi về phía sau, che giấu thực lực thật tay. Một cái phất tay, Kỳ Linh liền phát hiện Nguyên lão nhân tuyệt đối có thực lực đứng đầu. Biểu hiện ra là cấp độ tiếp cận đứng đầu đã là chuyện của rất lâu trước kia. Lúc này giao thủ cũng bộc lộ tâm lực tầng thứ 5, sau đó lại thi triển phất trần ngăn cản kiếm quang của mình. Tuy lấy nhu thắng cương, nhưng không thể nghi ngờ Nguyên lão nhân có thực lực đứng đầu. Bên cạnh Nguyên lão nhân xuất hiện một thân ảnh, xuất hiện một nam tử mặc áo bào màu đỏ. Vạn ma chi chủ ư? Kỳ Linh khiếp sợ tốc độ của vạn ma chi chủ, hắn lại xuất hiện không có chút dấu hiệu báo trước nào. Chạy đi đâu? Kỳ Linh đâm ra một kiếm giống như sét đánh, một thức này vô cùng tấn mãnh và đáng sợ, trực tiếp đâm vào Nguyên lão nhân, nhưng thân ảnh áo đỏ lại bay đi rất nhanh. Trong lúc hắn phi hành, không gian chung quanh không ngừng biến ảo. Kiếm của Kỳ Linh đã siêu việt cực hạn thiên đạo, cũng là tích huyết thức nhanh nhất. Kỳ Linh trơ mắt phát hiện kiếm của hắn nhanh chóng nhưng không theo kịp tốc độ phi hành của vạn ma chi chủ. Vạn ma chi chủ Nguyên lão nhân đã biến mất trong tầm mắt của Kỳ Linh. Tại vạn ma giới, vạn ma chi chủ mang theo Nguyên lão nhân xuất hiện. Trong điện có Hoàn Mộc chi chủ, Ma Thủ đạo tổ, Hắc Bảo thần vương đều nhìn sang. Thất bại rồi, Nguyên lão nhân lắc đầu nói. Hắn thực sự trở thành chân thần, thần hồn được thân thể ẩn dưỡng sẽ càng ngày càng cường đại. Vốn cho rằng thần hồn của hắn không đủ mạnh, có thể tính toán hắn một phen, thừa cơ bắt hắn đi, cũng cầm mạng nhỏ của Kỳ Linh quăng đầu danh tráng. Ai ngờ, được rồi được rồi, Kỳ Linh đại thế đã thành, muốn đối phó với hắn không dễ dàng như vậy. Kỳ thực ngươi căn bản không cần quăng danh trạng gì, ta tin ngươi là được. Vạn ma chi chủ nhìn sang Nguyên lão nhân. Kỳ Linh đứng giữa không trung, ánh mắt mang theo thống khổ và phẫn nộ. Nguyên lão nhân thực đầu nhập vô gian môn sao? Hắn không phải không muốn tham gia vào phân tranh tam giới hay sao? Kỳ Linh ôm tâm tư cảm kích Nguyên lão nhân. Nguyên lão nhân bày ra thực lực làm cho hắn phải giật mình. Hắn phản bội càng làm cho Kỳ Linh khó chịu. Sư phụ Bồ Đề và Nguyên lão nhân có giao tình sâu đậm, sợ rằng sẽ rất thương tâm. Bên cạnh Kỳ Linh liên tục xuất hiện ba thân ảnh, chính là Bồ Đề đạo tổ, Tam Thanh đạo nhân và Tiêu Dao thiên tôn. Nguyên lão ca, hắn vậy mà... Tiêu Dao thiên tôn râu tóc run rẩy, trong mắt mang theo thần thái khó tin. Còn hô cái gì mà Nguyên lão ca? Ánh mắt của Tam Thanh đạo nhân mang theo hàn băng đáng sợ. Thật không nghĩ tới, trong đám lão huynh đệ của chúng ta lại xuất hiện phản đồ. Nếu hắn rời khỏi tam giới thì cũng bỏ đi, vậy mà đầu nhập vào trong trận doanh của vô gian môn. Rất tốt, rất tốt. Bồ Đề, Tử Hưu, hai người các ngươi nhớ kỹ đây. Từ hôm nay trở đi, Nguyên đạo nhân là địch chứ không phải là bạn của chúng ta. Được. Tiêu Dao thiên tôn cũng gật đầu. Đồ phản bối. Bồ Đề lại cắn răng, trong mắt mang theo đau đớn. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Ngày ấy, hắn vẫn luôn miệng nói với ta sẽ rời khỏi tam giới, quay đầu liền ra tay với Kỳ Linh. Tiểu nhân âm hiểm gian trá mà. Tam Thanh đạo nhân nhìn Bồ Đề. Bồ Đề và Nguyên lão nhân quan hệ phi thường tốt, thân như huynh đệ. Nguyên lão nhân phản bội, phóng nhãn cả nữ hoa trận doanh, chỉ sợ Bồ Đề là người thương tâm nhất, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện chút ít bại hoại. Tam Thanh đạo nhân thở dài nói, Bồ Đề chớ vì loại bại hoại như thế mà quá thương tâm. Thương tâm ư? Không, ta mới không thương tâm. Bồ Đề cười lạnh,
Hắn chết là tốt nhất mà. Kỳ Linh thấy sư phụ mạnh miệng, thân thể sư phụ vì tức giận mà run rẩy. Kỳ Linh hiểu chuyện này đã kích sư phụ bao nhiêu, hắn liền thay đổi chủ đề. Vừa rồi Nguyên đạo nhân động thủ với ta chỉ dùng tâm lực chi thuật, ta thấy mới biết tâm thuật của hắn đã tới tầng thứ 5 rồi. Sao, tâm lực tầng thứ 5 ư? Tam Thanh, Bồ Đề, Tiêu Dao Thiên Tôn liền giật mình. Tuy bọn họ cảm ứng được trận chiến ngay lúc nãy, nhưng thực sự không thể dò xét sâu xa như thế. Là tầng thứ 5. Kỳ Linh gật đầu, hắn nhíu mày nói: khác với Hậu Nghệ sư huynh, Hậu Nghệ sư huynh dùng tâm lực vào tiễn thuật, làm cho cung tiễn ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng, mà Nguyên đạo nhân này, hắn vận dụng tâm lực càng thêm quỷ dị, trực tiếp nhằm vào hồn phách. May mắn hồn phách của ta đủ mạnh mới có thể gánh vác được. Sao, trực tiếp nhằm vào hồn phách ư? Việc này phiền toái rồi. Bồ Đề, Tam Thanh, Tiêu Dao đều cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết. Tiểu nhân kia nhất định nhìn thấy Kỳ Linh ngươi vừa mới trở thành chân thần nên ức hiếp đây mà. Bồ Đề nói lạnh như băng: hắn đoán hồn phách và thân thể của ngươi dung hợp trong thời gian ngắn, hồn phách có lẽ không được cho nên mới đánh lén ngươi. Kỳ Linh gật đầu. Trên thực tế, mình trước khi chinh chiến trong phế tích thượng cổ đã là chân thần. Lúc cả nửa bước tổ thần, thần hồn của hắn còn mạnh hơn một ít chân thần đạo tổ. Hơn nữa pháp môn tâm lực tỏ hồn làm cho Nguyên đạo nhân như đã trúng thiết bản. Nguyên đạo nhân có thể ngăn cản một kiếm của Kỳ Linh, tâm lực lại là tầng thứ 5 ư? Tam Thanh đạo nhân trầm giọng nói: hơn nữa hắn còn đầu nhập vào Vô Gian môn, khẳng định dã tâm rất nhiều. Dã tâm lớn như thế, thực lực lại mạnh, mọi người cần phải cảnh giác. Nội tâm mọi người nặng trĩu, trong lòng bọn họ tức giận, rèn sắt không thành thép, đồng thời cũng sinh ra lòng cảnh giác. Nguyên lão nhân đã có lựa chọn cuối cùng, mang theo Nguyên Hà tứ tổ đầu nhập vào trong Vô Gian môn trận doanh. Nguyên Hà tứ tổ đã sớm hoàn toàn trung thành với Nguyên lão nhân. Trước kia Nguyên lão nhân lắc lư, Nguyên Hà tứ tổ cùng đám người khác đều lựa chọn đi theo Nguyên lão nhân. Hôm nay cũng đi theo Nguyên lão nhân đứng bên phía Vô Gian môn. Có thể thấy được Nguyên Hà tứ tổ đoàn kết cỡ nào. Từ hôm nay trở đi, Nguyên đạo nhân là kẻ thù của Nữ Hoa trận doanh chúng ta. Chờ thời khắc quyết chiến cuối cùng, nếu như có cơ hội phải lập tức đánh chết hắn ta tại chỗ. Tam Thanh đạo nhân tràn đầy sát khí nói ra trong vạn tộc điện, tất cả đại năng giả trong đại điện đều đồng ý. Nguyên đạo nhân phản bội thực sự đã làm cho bọn họ tức giận. Thời gian trôi qua, trong tam giới không ngừng có các cuộc chiến tranh giới vực nổ ra, quy mô cũng dần dần biến lớn. Sau khi bắt đầu cuộc chiến phế tích thượng cổ 110 năm, giới vực chiến tranh giữa song phương đạt tới 3.000 tên thiên tiên, chân tiên gia nhập. Hai đại trận doanh đều ý thức được đã tới gần thời điểm quyết chiến cuối cùng. Hiện tại, tùy thời có khả năng bộc phát quyết chiến cuối cùng. Không nhất định cần phải tới lúc tranh giành số mệnh cuối cùng, chỉ cần một phương cảm thấy không có hy vọng tranh đoạt số mệnh cuối cùng, hoàn toàn có khả năng sớm phát động quyết chiến cuối cùng. Hào khí của hai trận doanh vô cùng áp lực, đều đang chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng đó. Tại thiên giới Tây Phương Linh Sơn, trước một cung điện bình thường có hai tiểu sa di canh chừng. Trong cung điện, Sắc Minh Phật Tổ ngồi đó giống như pho tượng điêu khắc. Hắn vẫn không nhúc nhích, cô quạnh, không có khí tức giống như tử vật vậy. Sắc Minh Phật Tổ đang ngồi không nhúc nhích, bỗng nhiên mí mắt chậm rãi mở ra, phi thường chậm chạp. Thần nông đại thế giới, giới vực chiến tranh cũng bắt đầu rồi. Sắc Minh Phật Tổ thấp giọng tự nói: chiến hỏa bao phủ khắp tam giới, thần nông đại thế giới cũng lâm vào chiến hỏa. Cuộc chiến phế tích thượng cổ tới bây giờ đã qua 150 năm, quá nhanh, như vậy sợ qua vài chục năm nữa sẽ là thời khắc quyết chiến cuối cùng rồi. Cuộc chiến tranh tranh giành số mệnh cuối cùng đã làm cho hai đại trận doanh tập trung tất cả chân thần, thiên thần chân tiên tiến hành chém giết lẫn nhau. Khi đó cả tam giới, trừ chân thần đạo tổ ra, tất cả tiên ma lợi hại đều tham gia vào. Thậm chí một khi một phương cảm thấy không ổn, chân thần đạo tổ cũng lập tức động thủ, nhấc lên cuộc chiến cuối cùng. Trong 50 năm, Giác Minh Phật Tổ chậm rãi đứng dậy. 50 năm nó không khác gì số đếm, dù sao hiện tại chiến tranh đã bao phủ toàn bộ thần nông đại thế giới. Nếu nhanh thì một hai chục năm nữa sẽ có đại quyết chiến cuối cùng. Trong 50 năm, lúc ta phát lời thề bổn mạng, trong ngàn năm trở thành tổ thần, sẽ rời khỏi tam giới đi tìm Thiên Thương Cung. Giác Minh Phật Tổ nói thầm: hiện tại quyết chiến cuối cùng tùy thời mà bộc phát ra, ta đột phá chân thần đến tổ thần cũng cần chút thời gian, đợi đến quyết chiến cuối cùng lại bộc phát, lại đột phá sẽ chậm. Là hiện tại rồi, thời điểm hiện tại rồi. Vù vù.
Giác Minh Phật Tổ biến mất trong cung điện, hai tiểu sa di bên ngoài cung điện còn chưa biết gì. Trong hỗn độn vô tận, trên một ngôi sao tối tăm, một đại Phật xuất hiện bên ngoài ngôi sao này. Trên Phật liên chính là Giác Minh Phật Tổ. Oanh! Hỗn độn xung quanh chấn động, bản thân ngôi sao tối tăm phát ra lực lượng và hấp lực kéo Giác Minh Phật Tổ vào trong hạch tâm. Đại lượng lực lượng điên cuồng bộc phát, hình thành vòng xoáy hỗn độn cực lớn, mà Giác Minh Phật Tổ bắt đầu lột xác Phật lực của mình. Qua một lúc sau, vòng xoáy hỗn độn tiêu tán, tất cả khôi phục bình tĩnh, ngôi sao tối tăm khôi phục uy thế của nó. Trong mắt Giác Minh Phật Tổ mang theo một tia đau thương. Thành tổ thân, trong ngàn năm nhất định phải rời đi. Giác Minh Phật Tổ cố không bỏ rời tam giới. Hắn từ nhỏ yếu, từng bước một đi tới bây giờ. Thậm chí năm đó, hắn tiến vào trong Nguyệt Hạ Đàm, đạt được kỳ ngộ, tu luyện khô tịch thế giới thần 5 tháng dài dằng dặc. Hắn đã sớm tìm kiếm được một chút linh quang thần thể, tùy thời có thể đột phá từ chân thần đến tổ thần. Hắn không nỡ bồi rời bỏ đi. Tính tình của hắn ôn hòa, trời sinh thích hợp Phật môn, cũng không khao khát dục vọng bao nhiêu. Hắn rất thỏa mãn với sinh hoạt bình tĩnh trong tam giới. Đây là hạo kiếp cuối cùng, hắn nhất định phải đứng ra trở thành tổ thần mới có lực lượng ảnh hưởng tới cuộc chiến. Mà trở thành tổ thần phải rời khỏi tam giới trong ngàn năm. Trong ngàn năm không rời đi, hắn sẽ bị lời thề bổn mạng cắn trả mà chết. Trước khi rời đi, có thể cùng sư phụ và những hảo hữu chí cốt đối kháng địch nhân là đủ rồi. Giác Minh Phật Tổ ngồi trên Phật liên, hắn biến mất rời đi. Hắn đột phá trong hỗn độn, không có ai biết cả. Hắn yên lặng, không một tiếng động, quay về cung điện. Hai tiểu gia si quanh năm canh cửa vẫn ở đó. Hắn lại ít xuất hiện, không ra ngoài. Cộng thêm, hắn cũng thi triển liếm khí thật giống tọa nhân thị, cho dù ai bái phòng cũng không nhìn ra được. Huống chi hôm nay, hào khí khẩn trương, tùy thời khả năng bộc phát quyết chiến cuối cùng, cũng không có ai tới chơi. Hơn nữa Giác Minh Phật Tổ quá vô danh. Hắn thành tổ thần, đạo tổ cũng không ai biết được, cho nên cả tam giới vẫn chưa biết vừa xuất hiện thêm một tổ thần. Trong tiểu sơn thôn yên tĩnh, sơn thôn này bình tĩnh, tường hòa. Trong sơn thôn có một gian phòng trúc. Trong phòng trúc quanh năm có một thiếu niên áo trắng ở lại. Cư dân trong thôn cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì thôn dân ở đây là một ít phàm nhân, vì trốn tránh chiến loạn cho nên chạy vào rừng sâu xây nhà, cho nên rất nhiều người đều không biết nhau. Lúc ấy thiếu niên áo trắng cùng đi vào thâm sơn, cùng ở lại nơi này với bọn họ. Bọn họ cho rằng thiếu niên áo trắng cũng trốn tránh chiến loạn. Đảo mắt thiếu niên áo trắng tới nơi này đã 5 năm. 5 năm qua bọn họ phát hiện thiếu niên áo trắng hình như mỗi ngày đều cầm cần câu cá đi câu cá. Hắn không theo đuổi cô nương, không phiền não chuyện nối dõi tông đường, cũng không làm ruộng, phải dựa vào bắt cá, câu cá mà sống. Nhà tử thật không có xấu mà, nói cho hắn mối hôn sự này hắn còn không muốn. Cô nương lão Lý gia xinh đẹp như vậy, trong nhà lại rất tốt, là số 1 số 2 trong thôn chúng ta. Khó có được con gái người ta, nhìn chúng hắn, hắn ta còn cười thoái thác chứ. Bà mối tức giận ra khỏi trúc viện, thậm chí còn đá vào cây trúc một cước. Nếu như bà mối biết rõ nàng vừa đá vào cửa của thần ma đỉnh cấp trong tam giới, thật không biết sẽ có biểu lộ gì. Kỳ Linh chỉ cười cười nhìn ra bên ngoài, hắn lại cầm cần câu cá đi ra ngoài câu. Trước kia hắn hành tẩu trong tam giới, tuy gần đây dung nhập vào sinh hoạt phàm nhân, cũng trao đổi với người dân trong thôn một ít. Kỳ Linh dần dần ngộ ra hàm nghĩa của nước. Thế gian đều nói dân là nước, có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Kỳ Linh ẩn ẩn có cảm giác được nước ẩn chứa thiên đạo mênh mông cuồn cuộn. Ồ, lúc mới cầm cần câu, Kỳ Linh liền dừng lại. Thần thông rốt cục sửa chữa hoàn thành rồi. Kỳ Linh vui mừng không nhỏ. Đi. Kỳ Linh lúc này bay lên không trung, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cảnh này thôn dân không nhìn thấy, bọn họ chỉ nhìn thấy thanh niên áo trắng đi câu cá. Bọn họ không biết hiện tại chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Trong một ngôi sao rách nát trong hư không tam giới, Kỳ Linh lăng không hiện ra. Sau khi bước xuống liền sinh ra cho bụi, cho bụi bay vào hư không vô tận. Đây là trích tinh thú. Kỳ Linh gật đầu, vung tay lên thu cho bụi trong quanh thành đá và rơi xuống. Kỳ Linh khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra một hồ lô. Trong hồ lô này chính là ngũ hành chi tinh. Trích tinh thủ lục chuyển cực kỳ khó khăn. Lúc trước tam thọ đạo nhân cơ duyên xảo hợp đạt được một khỏa tinh thần kim thạch. Tinh thần kim thạch ẩn chứa thần văn trời sinh. Tam thọ đạo nhân tìm hiểu hồi lâu, lại dùng tinh thần kim thạch làm chủ phụ trợ, sau đó dùng thêm rất nhiều thiên tài địa bảo khác mới luyện thành trích tinh thủ lục chuyển. Trong cả tam giới, trừ tam thọ đạo nhân đạt được một viên tinh thần kim thạch ra, cũng chỉ còn lại tam thanh đạo nhân là đạt được. Thế nhưng tam thanh đạo nhân viên kia đã sử dụng luyện chế ra chu tiên kiếm đồ.
Chu Tiên kiếm đồ căn cứ cửu trọng hỗn độn cấm chế cảm ngộ ra ảo diệu, dùng vô số tài bảo để luyện thành. Nó càng là bốn hỗn độn thần kiếm tạo thành một thể, phát huy ra uy năng vô cùng đáng sợ. Tinh thần kim thạch hẳn là Bắc Hưu thế giới thần ghi lại tinh thần chi tâm. Kỳ vật như thế, trong tam giới phát hiện hai viên đúng là không tệ lắm rồi. Kỳ Linh lắc đầu, không có tinh thần kim thạch, căn bản không có cách nào luyện thành trích tinh thủ lục chuyển được. Vì vậy, Kỳ Linh bắt đầu nghiên cứu môn thần thông này. Đối với Kỳ Linh mà nói, chẳng qua luyện hai tay thành hỗn độn kỳ bảo mà thôi, không trọng yếu cho lắm, bởi vì hắn sớm có hỗn độn kỳ bảo. Thậm chí thần kiếm Tử Quang Quỳnh còn có uy năng lớn hơn hỗn độn kỳ bảo. Kỳ Linh coi trọng là pháp môn bộc phát thần lực của trích tinh thủ. Thần thông trích tinh thủ có thể lập tức bộc phát đại lượng thần lực và phát ra thực lực vượt qua bình thường. Tam Thọ đạo nhân cảnh giới cũng không cao, hắn không lĩnh ngộ thiên đạo, có thể ỷ vào trích tinh thủ giết được vài tên chân thần đạo tổ của dị tộc. Trích tinh thủ bị liệt vào thần thông top 10 trong tam giới, đặt song song với tiến thuật của hậu nghệ. Cũng bởi vì lực bộc phát của nó cực kỳ khủng bố, thực lực bản thân Tam Thọ cũng không được cao. Nếu như hắn có thực lực nửa bước chân tổ thần giống như Kỳ Linh, bằng vào thần thông này cũng có thể đạt tới cấp độ đứng đầu. Mà Kỳ Linh hiện tại đang thiếu hụt pháp môn như vậy. Tuy hắn có kiểu nguyên diệt cần đại lượng thời gian mới tham ngộ ra được. Phương diện bộc phát thần lực, bản thân Bắc Hưu thế giới thần cực kỳ lợi hại. Hắn học được từ Thiên Thương Cung. Hắn xông xáo ra ngoài nhiều năm như vậy cũng đạt được một ít pháp môn bộc phát thần lực. Đáng tiếc đều là những pháp môn bình thường. Tuy lưu cho Kỳ Linh nhưng uy năng không bằng trích tinh thủ lục chuyển. Trích tinh thủ lục chuyển chính là thứ Tam Thọ đạo nhân tìm hiểu tinh thần kim thạch ngộ ra. Thần lực của hắn bộc phát ra quá mạnh mẽ, bàn tay phải rèn luyện thành hỗn độn kỳ bảo, nếu không bàn tay căn bản không cách nào thừa nhận lực bộc phát đáng sợ kia. Kỳ Linh nói thầm, trích tinh thủ có lực bộc phát cương mãnh, bàn tay phải rèn luyện rất mạnh mới có thể thừa nhận loại bộc phát này. Từ khi thành thiên thần cho tới bây giờ cũng đã qua 172 năm, nguyên thần thứ hai của ta đã ở trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp được hơn 17,000 năm rồi. Kỳ Linh nói thầm, tuy chủ yếu là ngộ đạo, ngẫu nhiên nghiên cứu kiếm thuật, thần thông, rốt cuộc cũng sửa xong thần thông này rồi. Dùng kiểu nghiên duyệt làm căn cơ, cẩn thận phân tích trích tinh thủ. Sở dĩ trích tinh thủ huyền diệu là vì hấp thu một ít ảo diệu của tinh thần kim thạch. Bản thân nó có một ít kết cấu cũng không tính là phức tạp. Có kiểu nguyên diệt tham chiếu, Kỳ Linh vẫn có thể phân giải từng cái. Về sau dần dần suy diễn lục chuyển, ngẫu nhiên suy diễn qua 17,000 năm, nguyên thần thứ hai rốt cục cũng suy diễn hoàn thành. Dùng ngũ hành chi tinh thay thế tinh thần kim thạch và một ít kỳ vật rèn luyện hai tay. Dù sao bản chất pháp môn trích tinh thủ chính là dùng ngũ hành chi vật để rèn luyện. Kỳ Linh khoanh chân ngồi đó, bên cạnh có một hồ lô, trong hồ lô có chứa một ít ngũ hành chi tinh. Ào ào, ngũ hành chi tinh bị dẫn đạo vào tay của Kỳ Linh. Lúc này đôi tay có trích tinh thủ, trích tinh thần văn hiện ra, bắt đầu mờ nhạt, dần dần trở nên càng ngày càng phức tạp. Rốt cục trích tinh thần văn đạt tới một cực hạn, làm cho người ta có cảm giác viên mãn. Bàn tay Kỳ Linh bộc phát uy áp ngập trời. Tâm lực của Kỳ Linh đã sớm mở ra bao phủ chung quanh, ngăn cản tất cả dò xét. Vô Gian Môn biết rõ Kỳ Linh đang ở trên ngôi sao này, thế nhưng căn bản không cách nào dò xét Kỳ Linh đang làm cái gì. Hoàn thành. Kỳ Linh dùng tâm ý bao phủ, hai tay của hắn thu liếm khí tức ngập trời. Bàn tay của ta có thể so sánh với hỗn độn kỳ bảo, đủ để thừa nhận thần lực bộc phát rồi. Tâm ý của Kỳ Linh khẽ động, đánh ra một chưởng vào hư không. Oanh! Chỉ thấy một hư ảnh bàn tay bắt đầu nghiền áp hư không. Trong lúc nhất thời, hư không liền chấn động. Hư không phạm vi ước vạn dặm sôi trào như sóng cồn và truyền vào tinh không xa xôi. Thần lực bộc phát thật đáng sợ. Kỳ Linh gật đầu vui vẻ. Có thần lực bộc phát như thế, chính mình thi triển thần kiếm sẽ bộc phát lực lượng đáng sợ hơn nhiều. Thần thông đã hoàn thành, hiện tại chỉ thiếu ngộ đạo thôi. Hy vọng có thể trước quyết chiến cuối cùng ngộ ra một đầu thiên đạo. Trong nội tâm Kỳ Linh cũng có vẻ lo lắng, nhưng hắn vẫn lưu hóa thân tại Vạn Tộc Điện, cho nên rất rõ ràng thế cục tam giới hôm nay đã đến thời khắc hết sức căng thẳng, tùy thời có khả năng bộc phát quyết chiến cuối cùng. Dục tốc bất đạt, Kỳ Linh hiểu rõ đạo lý kia, tuy rất khát vọng ngộ ra một đầu thiên đạo, nhưng hắn không xác định là mất trong bao lâu. Hắn dùng 17,000 năm đặt tới cảnh giới này và tìm hiểu thiên đạo cũng rất nhanh. Hắn biết càng lo lắng càng ảnh hưởng đến ngộ đạo, cho nên Kỳ Linh phi thường bình tĩnh. Hắn vẫn như lúc trước, đồng thời ngộ đạo và đồng thời tìm hiểu kiếm pháp.
hơn 1 vạn năm qua, thiên đạo không ngộ nhanh, nhưng thần thông lại luyện thành. Ngay cả kiếm pháp cũng có tiến bộ rất lớn. 98 khối kiếm pháp bia thạch, trong đó 96 khối, ta đã học được rồi, chỉ còn lại 2 khối kiếm pháp bia thạch thôi. Còn kém một chút nữa, một khi ta hiểu ra toàn bộ, ta có thể tìm hiểu kiếm pháp vô danh kia rồi. Trong khuy thiên thái hạo tháp, kỷ linh áo bào đen đang nhìn chằm chằm vào 2 khối bia đá. Kỷ linh áo bào đen dưới ngón tay ra ngưng tụ thành một thanh kiếm 7 màu và sau đó thi triển kiếm thuật. Ào ào, bóng kiếm như mộng như ảo, giống như mưa xuất hiện khắp nơi, ngẫu nhiên lộ ra một tia phong mang. Vốn trên mặt kỷ linh còn mang theo một ít thần sắc nghi hoặc, từ khi hắn tu luyện cho tới bây giờ cũng dần dần lộ ra thần thái vui mừng. Kiếm quang lóe lên rồi lại biến mất, giống như trốn vào trong hư không vậy. Một kiếm tàng phong. Kỷ linh dừng lại, trong mắt mang theo vui mừng khó có thể che giấu. Bắc Kiều thế giới thần, vì chỉ dẫn con đường cho ta, đã hao hết tâm tư. 98 khối bia đá này từng bước một chỉ dẫn, để cho ta cảm ngộ thần kiếm, càng ngày càng thích hợp đi tu luyện vô danh kiếm thuật kia. 2 khối kiếm pháp này đều là tàng phong chi ý, ta đã hiểu rồi. 98 khối kiếm pháp bia thạch, không còn nghi hoặc gì nữa. Kỷ linh vung tay lên, lúc này xuất hiện Ngọc Bích Thần Điện. Hắn lập tức tiến vào Ngọc Bích Thần Điện. Trên vách đá Ngọc Bích Thần Điện xuất hiện vô số đồ án kiếm chiêu, ghi lại chính là vô danh kiếm thuật được Bắc Hưu thế giới thần che giấu. Mặc dù là cảnh giới như Bắc Hưu thế giới thần, những kiếm chiêu hắn ghi lại nhưng chỉ luyện thành một phần trong đó. Có thể ghi nhớ không có nghĩa là có thể luyện thành. Giống như Tam Thanh đạo nhân có thể ghi nhớ cửu trọng hỗn độn cấm chế, hắn năm đó luyện chế Chu Thiên kiếm đồ cũng chỉ làm được thất trọng mà thôi. Vô danh kiếm thuật trực chỉ bổn nguyên, Kỷ Linh nói khẽ. Dựa theo Bắc Cưu thế giới thần nói, tu luyện kiếm thuật này có hy vọng đạt tới kiếm lực tầng thứ 6. Kiếm lực tầng thứ 6, đó là cảnh giới kiếm thế giới, vô cùng có khả năng là cảnh giới viên mãn. Nếu quả thực ta có thể đạt tới tầng thứ này, ta hoàn toàn có thể dùng kiếm thế giới làm hạch tâm, sau đó cơ cấu lại thân thể bước vào thế giới thần. Tu tiên giả cần dùng kiếm thế giới làm hạch tâm, làm cho không gian kim đan trong cơ thể quay trở về hỗn độn, bước vào cảnh giới hỗn độn tiên nhân. Kiếm thế giới là cấp độ ngang bằng với hỗn độn thiên đạo, mà hỗn độn thiên đạo thường thấy nhất, dựa theo Bắc Cưu thế giới thần ghi lại, vượt qua 9 người tu hành đều dựa vào hỗn độn thiên đạo trở thành thế giới thần. Hỗn độn tiên nhân bởi vì hỗn độn có mặt ở khắp nơi, mặc kệ ngộ ra thiên đạo gì, ví dụ như hiểu được thủy hành thiên đạo, như vậy có thể lập tức tìm hiểu hỗn độn thiên đạo. Hỗn độn diễn biến ra âm dương, diễn biến sinh mệnh và hủy diệt, diễn biến ra kim mộc thủy hỏa thổ. 9 đại thiên đạo khác mặc kệ hiểu ra bất cứ thiên đạo gì cũng có thể tìm hiểu hỗn độn. Cho nên chỉ cần là chân thần đạo tổ liền có thể hấp thu lực lượng trong hỗn độn, cũng có thể tìm hiểu hỗn độn. Điều này sẽ đưa tới hiểu ra hỗn độn thiên đạo thành thế giới thần, xưng là hỗn độn tiên nhân. Mà dựa theo tìm hiểu kiếm chi bản nguyên, đạt tới cảnh giới kiếm thế giới sẽ thành thế giới thần, càng mạnh hơn cả hỗn độn tiên nhân. Mỗi một thế giới thần thành tựu hỗn độn tiên nhân đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lực công kích của bọn họ cực mạnh, không phải thế giới thần bình thường có thể so sánh được. Tùy kiếm lực tăng lên, mỗi cấp độ càng khó hơn người khác cả 100 lần. Từ kiếm lực tầng thứ nhất đến tầng thứ 2 coi như dễ dàng, đến tầng thứ 3 cũng không phải khó khăn, đến tầng thứ 4 đã phi thường khó. Bước vào tầng thứ 5 kiếm thần cảnh, phóng nhãn khắp tam giới có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa không phải tồn tại đứng đầu. Bước vào tầng thứ 6 kiếm thế giới cảnh, độ khó còn tăng lên rất nhiều, so với trở thành thế giới thần hỗn độn tiên nhân còn khó hơn không ít. Mà vô danh kiếm thuật là một môn trực chỉ bổn nguyên, có thể tu luyện thành kiếm thế giới cảnh là kiếm thuật tuyệt thế rồi. Kỷ Linh nhìn Ngọc Bích Thần Điện trước mặt, nhìn kiếm thuật ở trên đó, trước mắt ghi lại vô danh kiếm thuật và 7 thức. Đây chính là Tàn Thiên, Bắc Hưu thế giới thần cũng không biết tên của kiếm thuật này. Lúc trước hắn luyện thành 5 thức, tuy chỉ cần luyện thành thức thứ 3 đã tu thành kiếm thế giới cảnh. Đừng nói đến thức thứ 3, chỉ cần thức thứ nhất thôi, nếu ta có thể luyện thành, như vậy ta có thể nắm chắc càng lớn trong quyết chiến cuối cùng. Kỷ Linh nhìn kỹ vách tường, vô danh kiếm thuật thức thứ nhất, tâm kiếm thức. Chỉ cần luyện thành thức này, trong thế giới thần, bên dưới hỗn độn tiên nhân, chỉ luận kiếm pháp cũng khó tìm được đối thủ. Hơn 1 vạn tổ thần tổ tiên cũng khó tìm được kiếm thuật có thể so sánh được với nó. Kỷ Linh mặc áo màu đen cẩn thận quan sát vách tường, tìm hiểu thức thứ nhất. Trước kia, hắn quan sát 98 khối bia đá kiếm thuật, kỳ thực đều vì chuẩn bị cho tu hành thức thứ nhất này. Nếu như không có 98 khối bia đá kiếm thuật kia,
chỉ sợ chỉ cần xem thức thứ nhất thôi cũng đã thổ huyết vì không chịu nổi. Cho dù Quỷ Linh đã học được 98 tấm bia đá cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Tâm kiếm thức chỉ là thức đầu tiên trong vô danh kiếm thuật, đã hư vô và thâm bất khả chắc như vậy rồi. Quỷ Linh không cách nào lý giải, nhìn kiếm chiêu rậm rạp chẳng chịt trên vách tường. Những kiếm chiêu kia chỉ giúp Quỷ Linh tham khảo mà thôi. Tâm kiếm thức nó không phải kiếm chiêu mà là tâm kiếm. Quỷ Linh tu luyện nhiều năm như vậy, hắn dùng kiếm trong tay để chiến đấu, minh nguyệt kiếm thuật, duy tâm thức, tích huyết thức, toái thiên thức, vô ảnh thức, âm dương thức đều là kiếm chiêu mắt thường có thể thấy được. Mà vô danh kiếm thuật tâm kiếm thức này lại không có bất cứ kiếm chiêu nào cả. Điểm này làm cho Quỷ Linh cảm thấy cố hết sức. Hắn ẩn ẩn đã nhìn thấy cảnh giới kia, nhưng muốn tìm hiểu lại cực kỳ gian nan. Hắn cũng hiểu, một khi luyện thành, hắn lập tức có thể sử dụng kiếm thiên địa. Luyện kiếm 3-5 năm, Quỷ Linh dừng lại, hắn dốc lòng tu luyện hành thủy thiên đạo. Luyện kiếm, ngộ đạo, cả hai không ngừng luân chuyển. Tuy thời gian đã như lửa xém lông mày, nhưng Quỷ Linh vẫn lặng lặng tu luyện như không có chuyện gì cả. Tam giới sớm đã có sóng ngầm mãnh liệt, hai đại trận doanh đều đang chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Như Giác Minh Phật Tổ và một đám đại năng giả ẩn giấu thực lực cũng tùy thời mà chuẩn bị đi ra. Cũng trong lúc đó, tại Vạn Ma Giới, trận chiến tranh tại Thần Nông Đại Thế Giới chém giết 9 năm, chúng ta vẫn thua. Mặc Trúc Đạo Tổ lên tiếng, trong lời nói mang theo chút lo lắng. Ma chủ, ngươi không phải nói chúng ta có trùng thú đại quân sao? Đại chiến tại Thần Nông Đại Thế Giới một thôi, vì sao cuối cùng vẫn là thất bại? Trùng thú đại quân tại sao không xuất hiện? Vạn Ma Chi Chủ ngồi ở phía trên, hắn tươi cười nhìn Mặc Trúc Đạo Tổ. Mặc Trúc à, không cần nóng vội, nên thả ánh mắt dài ra một chút đi. Trận chiến tranh này thua thì thua, cũng không có gì cả. Chúng ta tốt xấu cũng bảo trụ nguyên khí, tổn thất không tính là lớn. Về phần trùng thú đại quân, chúng ta phải để dành cho cuộc chiến cuối cùng. Đại quân trùng thú xuất hiện cũng không muốn. Phong Ma, thực sự có trùng thú đại quân sao? Ma Thủ Đạo Tổ ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi. Có chứ. Vạn Ma Chi Chủ gật đầu. Vì sao trước kia chúng ta không biết rõ, đến hiện nay người mới nói ra vậy? Ma Thủ Đạo Tổ nghi ngờ nói. Trước kia giữ bí mật mà thôi. Ánh mắt của Vạn Ma Chi Chủ nhìn sang. Hôm nay Vô Danh Môn chúng ta có một vị đại năng giả trở về, mọi người nên chờ một lát. Sao, đại năng giả trở về ư? Mọi người nơi đây hết sức nghi hoặc. Không phải đại năng giả của chúng ta đang ở tam giới hay sao? Hắc Bảo Thần Vương càng là nghi hoặc. Năm đó tổ thần lợi hại đều chết trong cuộc chiến phá diệt năm đó. Mấy người lợi hại không chết như Ma Thủ Đạo Tổ, Hoàn Mộc Chi Chủ cũng đang ở tam giới, còn có đại năng giả nào trở về đây? Lát nữa các người sẽ biết rõ thôi. Trên mặt Vạn Ma Chi Chủ hiện lên nét vui vẻ. Tuy vừa rồi chiến bại tại Thần Nông Đại Thế Giới, nhưng tâm tình của hắn rất tốt. Hơn 10 đại năng giả ở nơi này vô cùng nghi hoặc. Qua chừng nửa canh giờ sau, một đạo nhân ảnh xuất hiện trước cửa điện và cất bước đi vào. Đầu hắn nửa hói, đôi mắt mang theo hung tàn, độc ác trời sinh. Hắn vừa tiến vào liền kích động quỳ bái. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Không cần đâu. Vạn Ma Chi Chủ khẽ vươn tay, một đạo ma lực thao thiên ngăn cả người nọ quỳ lạy. Vạn Ma Chi Chủ cười nói. Đồ nhi, người tân tân khổ khổ làm việc giúp ta trong vô tận năm tháng, vì sư cũng cảm tạ ngươi. Hơn nữa thực lực của ngươi hiện nay cũng đạt tới cấp độ tổ thần, càng không nên quỳ xuống. Không có sư phụ, đệ tử khi còn là phàm nhân cũng đã chết rồi. Nam tử hói đầu nói chuyện cung kính, nhưng mang theo khí chất độc ác khó nói thành lời. Mặc kệ khi nào, sư phụ đều là sư phụ của đồ nhi. Vạn Ma Chi Chủ mỉm cười. Hắn thích nhất đồ đệ này, cũng là đồ đệ yên tâm nhất. Thạch Hốc. Hắc Bảo Thần Vương đứng lên, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn nam tử trung niên hói đầu. Ngươi không chết ư? Bố hiếu, ngươi không chết thì ta làm sao mà chết được? Nam tử hói đầu cười lạnh. Phong Ma, ngươi nói huyết học, hắn là tổ thần, hắn đạt tới cấp độ đứng đầu rồi ư? Ma Thủ Đạo Tổ giật mình nói. Vạn Ma Chi Chủ gật đầu. Đúng vậy. Trời cũng giúp chúng ta rồi. Hoàn Mộc Chi Chủ lại cười to nói. Năm đó Phong Ma cứu chúng ta ra ngoài, một mình ngao du hỗn độn, về sau trở về tam giới mới thả chúng ta ra. Còn nói cái gì đồ đệ huyết thọc ma tổ của ngươi chết trong hỗn độn, thì ra là cố ý lừa gạt chúng ta. Vạn Ma Chi Chủ thổn thức nói.
Năm đó ta thoát ra khỏi tam giới hỗn độn mênh mông, ta căn bản không biết nên đi chỗ nào, vì vậy tùy ý chọn một hướng và bắt đầu lưu lạc. Lúc trước vạn ma chi chủ còn không lưu ý tới tinh đồ, cũng không biết thông đạo vòng xoáy không gian tồn tại. Hỗn độn vô tận, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ta có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng mạnh một chút, lại đủ cẩn thận mới lần lượt biến nguy thành an, nếu không ta đã sớm táng thân trong hỗn độn rồi. Vạn ma chi chủ nói xong, mặt khác ở đây đại năng giả cũng nghe thấy. Về sau ta cơ duyên xảo hợp phát hiện một chỗ động phủ, hẳn là một vị cổ xưa đại năng mở ra. Vạn ma chi chủ tiếp tục nói, thậm chí ta còn phát hiện một đại thế giới có thể mở đại thế giới trong hỗn độn, chỉ sợ chính là thế giới thần hỗn độn tiên nhân. Tam giới đạo tổ cũng có thể mở ra đại thế giới, bọn họ có thể mở ra trong tam giới mà thôi. Những đại thế giới này đều phụ thuộc thế giới chi tâm của tam giới. Nếu như không có thế giới chi tâm tồn tại, cả tam giới sẽ sụp đổ không còn. Cái gì Xích Minh đại thế giới, Huyền Vũ đại thế giới, Tà Nguyệt đại thế giới đều không thể tồn tại một mình. Hỗn độn vô tận sẽ phá hủy tất cả. Muốn bình yên mà một đại thế giới trong hỗn độn phi thường gian nan. Một ít thủ đoạn phi thường có lẽ tổ thần tổ tiên hiểu được, nhưng trong một vạn không có được một. Như Bắc Cưu thế giới thần đoạt xá Phù Cư đạo tổ, bởi vì cảnh giới cực cao, hắn lại là đỉnh phong trong thế giới thần nên mới có thể mở ra Nguyệt Đàm. Tuy đó là một đại thế giới, nhưng cũng chỉ có phương viên mấy ngàn vạn dặm, căn bản không đủ cho chúng ta sinh tồn và phát triển. Vào lúc ta lưu lạc mạo hiểm, Huyết Mộc hắn cũng đi theo ta, thường xuyên vào sinh ra tử. Hắn ưa thích động phủ kia, không thích tam giới, vì vậy bình thường đều ở trong động phủ kia, không đi ra ngoài. Ta cũng ở trong động phủ đó lâu dài, ngẫu nhiên quay lại nhìn tam giới một phen. Ta quan sát như thế, thế nhưng Nữ Hoa lại không biết gì. Rốt cục Nữ Hoa cũng đã rời khỏi tam giới, ta lại chờ thêm một ít năm tháng, liền mang các ngươi quay trở lại tam giới này. Đám người Nữ Hoa trận doanh cũng không muốn chinh chiến, cho nên đồng ý để cho chúng ta tiến vào. Vạn ma chi chủ tiếp tục kể nói, về sau ta cũng tìm được Ô Tiêu, đạt được pháp môn Khôi Lỗi, cũng nhận được pháp môn bồi dưỡng trùng thú. Pháp môn Khôi Lỗi cần đại lượng cao thủ luyện khí, mà bồi dưỡng trùng thú thì lại không cần. Bồi dưỡng trùng thú chỉ cần đầy đủ thời gian là có thể để cho trùng thú tự lột xác rồi. Vạn ma chi chủ nói, vì vậy ta liền bảo Huyết Mộc hỗ trợ. Trăm triệu năm qua đi, Huyết Mộc tu luyện trong động phủ cũng bồi dưỡng ra trùng thú. Ta lần trước đi qua động phủ và phát hiện Huyết Mộc đã đạt tới cấp độ đứng đầu rồi. Lúc trước ta liền cảm thấy Huyết Mộc có đại nghị lực. Hoàn Mộc chi chủ gật đầu nói, trước kia nghe nói người giúp sư phụ ngươi vào sinh ra tử, cuối cùng chết trong mạo hiểm bên trong hỗn độn, ta còn tiếc nuối mãi. Hiện tại biết rõ ngươi không có chết đi, quả nhiên là đại hỷ sự mà. Huyết Mộc chúc mừng ngươi. Ma thủ đạo tổ cũng nhìn sang Huyết Mộc, nàng được xưng là ma trung chi ma, có thể từ trong phàm nhân quật khởi đi tới bước này, chứng tỏ nàng là thiên tài. Nàng thưởng thức nhất chính là Huyết Mộc. Huyết Mộc cũng là ma đầu chân chính. Tuy Huyết Mộc quá quái gở, nhưng năm đó trong thế hệ trẻ của Vô Gian Môn, Hắc Bào Thần Vương và Huyết Mộc là bằng hữu với nhau. Hắc Bào Thần Vương bái Tâm Ma Chi Chủ làm sư phụ, mà Huyết Mộc lại bái Tiêu Dao Phong Ma làm sư phụ. Đáng chết mà. Hắc Bào Thần Vương biệt khuất không nhỏ. Hoàn Mộc Chi Chủ, Ma Thủ Đạo Tổ đã sớm đứng trên đỉnh phong, mà Huyết Mộc cũng như hắn là bước dần từng bước. Hắn xem Huyết Mộc là đối thủ, áp chế Huyết Mộc một đầu. Hiện tại Huyết Mộc đặt tới cấp độ đứng đầu ư, đây là việc làm hắn cực kỳ khó chịu. Huyết Mộc vốn có tên là Thạch Mộc, hắn có giao tình không tệ với Hắc Bào Thần Vương. Về sau cả hai lại không hợp, bởi vì cả hai đều là ma. Một đứa thích đùa bỡn nhân tâm, một kẻ tính tình quái gở, quan sát thế gian, tất cả đều không để vào mắt. Sư phụ, Huyết Mộc ma tổ cung kính nói, lần đại kiếp nạn này ta quay trở lại, sau khi đại kiếp nạn qua đi, ta sẽ trở về thông đạo vòng xoáy không gian. Hiện nay Vô Gian Môn cũng nhận được một ít tinh đồ biết rõ thông đạo vòng xoáy không gian kia. Ta biết, không giữ được ngươi mà. Vạn ma chi chủ gật đầu nói, đúng vậy, thông qua vòng xoáy không gian là có thể rời đi, mới có thể tiến vào thiên địa to lớn hơn. Ừ. Huyết Mộc ma tổ gật đầu. Hắc Bảo Thần Vương nghe xong nội tâm rất khó chịu. Gia hỏa kiêu ngạo mà ngu xuẩn lại bước lên con đường rộng rãi hơn. Hắc Bảo Thần Vương hắn cũng muốn trở thành tồn tại đứng đầu. Thạch Mộc. Hắc Bảo Thần Vương tươi cười, cười rất cởi mở nói, người có thể đạt tới cấp độ đứng đầu, chúng ta lại có thêm chiến lực,
ta cần phải nói với ngươi, có lẽ ngươi đạt được tình báo có chút quá hạn. Hiện nay nữ hoa trận doanh đã có thêm một đại năng cực kỳ lợi hại, Bắc Minh kiếm tiên Kỳ Linh. Hắn tu hành chưa đủ ngàn năm đã đạt tới cấp độ đứng đầu rồi. Sao? Đôi mắt huyết mộc ma tổ sáng người nói. Lợi hại như vậy ư? Có đối thủ như vậy mới làm cho người ta hứng thú chứ. Trong mắt của hắn ẩn chứa một tia huyết quang. Chiến tranh tại Thần Nông đại thế giới cũng đã kết thúc. Hai đại trận doanh bắt đầu điều binh khiển tướng. Một đại thế giới, một giới vực, tất cả đều hội tụ lại. Sau khi chiến tranh giành giật đại thế giới, khí thế của nữ hoa trận doanh như cầu vồng. Trong chiến tranh cơ lớn, thắng nhiều bại ít, vừa mới chấm dứt chiến tranh tại Thần Nông đại thế giới, bọn họ cũng đạt được đại thắng.